xin được mến chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, đây là thời đại của công nghệ 4.0 và chúng ta đi đâu cũng thấy được những cái vai trò của công nghệ thể hiện qua những cái lợi ích vô cùng tiện lợi mà nó mang lại cho cuộc sống. Và đó cũng chính là những nỗ lực, những sáng tạo không ngừng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa của các nước trên toàn thế giới và Việt Nam. Và ngay bây giờ thì Diễm Quỳnh đang có mặt tại cơ sở sản xuất của công ty cổ phần kỹ thuật Ý Tưởng. Và người đi bên cạnh Diễm Quỳnh là anh Đỗ Hoàng Trung, là tổng giám đốc của công ty. Và ngay sau đây thì anh sẽ chia sẻ với quý vị câu chuyện về sự nỗ lực để tạo ra robot mang thương hiệu Việt Nam. Chào Diễm Quỳnh, xin kính chào khán giả xem đài. Tôi xin giới thiệu với khán giả xem đài và Diễm Quỳnh về nhà máy chế tạo của ID Group. Nhà máy này có 3 nhiệm vụ chính. Thứ nhất là gia công cơ khí chính xác cho các thị trường nước ngoài. Thứ hai là chế tạo máy tự động hóa. Thứ ba là chế tác robot. Công ty cổ phần kỹ thuật Ý Tưởng Idea được thành lập từ năm 2010 bởi những kỹ sư người Việt có mong muốn mang lại các giải pháp về tự động hóa và robot cho các doanh nghiệp Việt Nam. Với nỗ lực của những lớp người đam mê công nghệ, các sản phẩm của Ý Tưởng đều do đội ngũ của công ty trực tiếp thiết kế và sản xuất theo quy trình và tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Hiện nay, các sản phẩm tự động hóa và robot do công ty sản xuất đã hỗ trợ thay thế sức lao động của con người tại các nhà máy sản xuất Việt Nam. Đồng thời, sản phẩm của công ty cũng đã được xuất khẩu đến nhiều thị trường trên thế giới, mà đặc biệt là Mỹ và Nhật Bản. Xin giới thiệu cho Diễm Quỳnh về cái quy trình. Như cái đây là cái bộ phận lập trình. Nghĩa là bộ phận thiết kế ở trên trụ sở chính sẽ thiết kế xong, sau đó gửi dữ liệu xuống dưới đây. Thì ở đây cái bộ phận này sẽ có trách nhiệm mà lập trình để cho cái máy công cụ nó hoạt động. Sau khi lập trình xong, chương trình sẽ đổ vào trong máy và có người setup vận hành máy. Và cái máy kia nó sẽ link với cái máy này. Đúng rồi, sẽ link kết nối với máy này. Ở đây thì mỗi máy sẽ một cái nhiệm vụ khác nhau, sẽ gia công những bản vẽ khác nhau. Mời Diễm Quỳnh vô thăm cái bộ phận kiểm soát chất lượng. Kiểm soát chất lượng. Đúng rồi. Những cái chi tiết sau khi gia công ngoài xưởng sẽ được đưa vào trong này. Thì nhiệm vụ của bộ phận này sẽ kiểm soát chất lượng theo đúng bản vẽ khách hàng yêu cầu. Chất lượng của mình là yêu cầu những gì ạ? Kích thước thì phải đúng, phải trong phạm vi dung sai, ngoại quan thì phải đẹp, không chảy, không xước, không cấn. Một sản phẩm của mình mà chảy xước một xíu thôi là cũng hỏng. Là cũng không được. Khách hàng nước ngoài rất là kỹ, đặc biệt là Nhật Bản, rất là kỹ về ngoại quan. Đây là những vật liệu của inox, các chi tiết phục vụ cho cái máy làm dược phẩm. Tại thì cái bạn leader về chất lượng ở bộ phận này đang trao đổi với chuyên gia về chất lượng về các sản phẩm. Tất cả các thông số được ghi nhận và báo cáo khách hàng. Cái sản phẩm mà công ty chế tạo thì thiết bị phục vụ cho vấn đề đo đạc, kiểm soát chất lượng rất là quan trọng. Thì ngoài những dụng cụ đo thông thường ra thì công ty cũng đầu tư cái máy đo CMM. Đây là máy đo 3D. Như Diễm Quỳnh thấy các bạn đang đo các kích thước quan trọng của một chi tiết. Cực kỳ tỉ mỉ anh ha. Đúng như vậy. Đây là một cái bàn map và một bàn QA đang dùng cái thiết bị đo độ cao để kiểm soát chất lượng. Nghĩa là từ nguyên liệu đầu vào thì mình phải kiểm soát. Nguyên liệu phải có xuất xứ và có giấy chứng minh COCQ. Rồi khi mình về mình gia công phải đặt kích lượng theo đúng bản vẽ. Sau đó đo, kiểm tra, ghi lại những thông số đo và phải gửi thông số đo cho khách hàng. Hướng dẫn Diễm Quỳnh qua cái bộ phận lắp ráp máy tự động hóa. Ở đây các bạn đang lắp những cái máy tự động hóa cho các công ty Nhật ở Việt Nam. Nghĩa là sau khi gia công xong sẽ qua bộ phận QA hồi nãy. QA kiểm soát ok xong sẽ chuyển qua đây. Ở đây bộ phận lắp ráp sẽ chịu nhiệm lắp ráp thành những cái máy như mà Diễm Quỳnh thấy ở đây. Nãy giờ được anh dẫn đi tham quan xưởng thì em thấy có rất là nhiều những sản phẩm. Nhưng mà không biết là những sản phẩm của doanh nghiệp mình thì mang lại những cái giải pháp gì cho doanh nghiệp và đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì với cái chi phí đầu tư hợp lý thì công ty có thể là làm bán tự động hóa, làm những đồ gá để cho tăng năng suất, tăng cái chất lượng lên. Tiếp theo xin mời Diễm Quỳnh đến thăm trụ sở chính nơi chịu trách nhiệm về hoạt động R&D và thiết kế máy, thiết kế robot. Wow, em rất là hào hứng và rất tò mò xem trên đó có những gì. Rồi, mời bạn.
Xin giới thiệu với Diễm Quỳnh, đây là bộ phận thiết kế máy và RD của công ty. Sau khi các bạn thiết kế ý tưởng mô hình ở đây thì sẽ chuyển qua bên bộ phận này là bộ phận thiết kế điện. Các nhiệm vụ của bạn đây thiết kế điện. Mời Diễm Quỳnh qua cái phòng RD thứ hai của công ty. Phòng này phụ trách về software, firmware. Các bạn phát triển các phần mềm để mà vận hành những cái robot. Và đây là hai sản phẩm do công ty nghiên cứu phát triển ra. Đây gọi là xe tự hành. Anh ơi, những cái xe tự hành này thì nó được ứng dụng như thế nào trong doanh nghiệp ạ? Diễm Quỳnh biết là trong các nhà máy, đặc biệt như máy rộng lớn á, hoặc trong kho, các kho hàng logistics thì xe tự hành sẽ phụ trách cái vấn đề vận chuyển đó, thay thế con người. Nó có thể chạy 24/24 theo những cái lập trình có sẵn. Ở showroom của mình thì em thấy có rất là nhiều sản phẩm trưng bày, bao gồm cả máy tự động tích hợp robot và robot. Tuy nhiên thì em muốn hỏi riêng về robot, đó là bên công ty mình thì nghiên cứu chủ yếu những dòng robot nào ạ? Giới thiệu Diễm Quỳnh, đây là robot arm 60, hay người ta còn gọi nôm na là bàn tay con người. Nó có thể thay thế con người làm tự động các cái công việc trong những line sản xuất. Con người dùng tay làm được những công việc gì thì cơ bản robot sẽ làm thay thế con người được. Đây là robot 30, thí dụ như là cái máy ép nhựa. Sau khi ép sản phẩm rong thì môi trường rất là nóng và nguy hiểm, thì con robot này sẽ giúp con người vấn đề đó. Giới thiệu với Diễm Quỳnh, đây là robot Delta, hay người ta còn gọi là robot con nhện, thường áp dụng trong những cái line sản xuất số lượng nhiều, rồi tốc độ nhanh, lặp đi lặp lại. Nếu mà để con người làm thì họ rất là mỏi và cảm thấy chán khi làm cùng công việc. Nó sẽ được lập trình, nó sẽ có phân biệt về màu sắc, phân biệt về kích thước, thậm chí phân biệt về vật liệu. Còn đây là một hệ thống tự động hóa. Hệ thống này là phân loại sản phẩm theo màu sắc, theo kích thước hoặc theo vật liệu. Nó là một hệ thống được tích hợp robot và camera nhận biết hình ảnh. Để có thể sản xuất được những sản phẩm tinh vi như thế này thì đòi hỏi cái đội ngũ nhân viên của mình phải có chuyên môn kỹ thuật rất là cao. Vậy thì không biết là cái nguồn nhân lực của anh để phục vụ cho cái việc thiết kế và phát triển sản phẩm robot này thì anh lựa chọn và phát triển nó như thế nào? Cái nguồn lực về thiết kế cũng như nhân lực để nghiên cứu phát triển robot thì về cơ bản ở Việt Nam không có, cho nên là công ty là phải tự đào tạo. Thì cái nguồn là từ những sinh viên tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Công nghiệp. Từ đó công ty tuyển dụng vào qua một quy trình tuyển dụng rất là chặt chẽ và một quá trình đào tạo rất là bài bản. Trên cơ bản là các bạn vừa làm vừa học, và công ty có rất nhiều dự án để các bạn tham gia, để các bạn trưởng thành, từ đào tạo trong nước gửi qua nước ngoài đào tạo rồi làm dự án để trưởng thành. Anh Trung này, theo Diễm Quỳnh biết thì nhìn chung cái ngành công nghiệp robot ở Việt Nam chưa thật sự phát triển. Theo anh thì doanh nghiệp của anh đang gặp phải những cái rào cản khó khăn như thế nào ạ? Cái thứ nhất là vấn đề là đào tạo và duy trì cái nguồn nhân lực. Gần đây thì các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam khá nhiều. Thì họ thu hút cái nguồn nhân lực chất xám, thiết kế với mức lương rất là cao. Ngoài ra mà để mà các cái sản phẩm của công ty có thể đi vào cái sản xuất hàng loạt thì cần mặt bằng, rồi cần tài chính cũng khá lớn để mà đầu tư nhà xưởng, thiết bị để cho sản xuất hàng loạt. Anh Trung có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết những cái định hướng của công ty mình trong tương lai gần như thế nào được không ạ? Thì công ty tiếp tục ra phát triển thêm các dòng robot mới. Ngoài robot công nghiệp mà công ty đang phát triển ra thì các dòng robot dịch vụ cũng có nhu cầu lớn trong tương lai. Và bên cạnh đó là các sản phẩm IoT để phục vụ cho công nghiệp 4.0. Và nếu có điều kiện thì công ty cũng dự định mở một trường đào tạo kỹ sư thiết kế. Thì nhu cầu kỹ sư thiết kế không những trong nước mà ở nước ngoài thì đang rất là cao. Qua những gì mà anh Trung chia sẻ thì Diễm Quỳnh thấy rằng là anh là một người cực kỳ tâm huyết với ngành công nghiệp robot và rất là nỗ lực để xây dựng một robot mang thương hiệu Việt và phát triển nó ra thị trường nước ngoài. Vậy anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả điều đó được không ạ? Robot cũng như tự động hóa là một cái mà tôi đam mê từ khi còn nhỏ, cho nên là sau đó tôi chọn học cơ khí ở Đại học Bách Khoa. Sau khi học Bách Khoa xong tôi lại đi du học ở Nhật Bản, và sau đó tôi lập nghiệp năm 2010, bắt đầu từ công việc vẽ thuê cho công ty Nhật. Tiếp theo là chúng tôi là lên thiết kế chế tạo máy tự động hóa, sau đó là nghiên cứu chế tạo robot.
cái điều gì khiến anh thực sự đam mê với ngành công nghiệp robot ạ? Chắc là một cái gì đó có thể thay thế được bàn tay con người, làm rất là khéo léo, làm rất là ổn định về chất lượng. Để nền kinh tế đất nước phát triển thì chúng ta phải đổi mới công nghệ, phải tự động hóa, phải tăng chất lượng sản phẩm. Để làm những điều đó thì những máy móc tự động hóa và robot nó riêng thì thực sự cần thiết cho đất nước chúng ta. Chúng ta không thể nào cứ lấy lao động tay chân với giá rẻ để cho nước ngoài họ tận dụng, mà nội lực chúng ta phải làm được gì đó để thay đổi cái nền sản xuất của đất nước. Tôi rất là hy vọng là các doanh nghiệp Việt chung tay cũng như là chính phủ đưa robot thành một cái sản phẩm chủ lực của đất nước, mang thương hiệu quốc gia giống như xe hơi, và các doanh nghiệp chung tay cùng nhau phát triển robot, đưa robot lên bản đồ thế giới. Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ thế giới về robot. Đó là một cái hy vọng rất lớn từ của tôi. Và để làm được điều đó thì hầu hết tất cả các doanh nghiệp chúng ta đều phải nỗ lực. Đúng rồi. Thưa quý vị, đối với Dưỡng Quỳnh, đây là một chuyến thăm cực kỳ hào hứng và đầy hy vọng, bởi vì những gì mà các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa và robotics đang làm sẽ là nền tảng để cho chúng ta xây dựng được thương hiệu robot Việt Nam sau này. Và điều đó hoàn toàn đáng để chúng ta tự hào. Việt Nam không chỉ đang hòa mình vào làn sóng công nghệ 4.0 mà chúng ta còn vươn lên làm chủ công nghệ. Và tới đây thì thời lượng chương trình dành cho chuyên mục Khám phá doanh nghiệp đã hết. Dưỡng Quỳnh xin được mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.